phân bón lá hữu cơ DS80, phun cũng được, rải cũng được, tưới cũng được. DS80, dưỡng chất tích lũy ngàn năm trong đất, hoàn hảo nhất cho cây trồng. Sản phẩm duy nhất có năm chứng nhận hữu cơ quốc tế, phân bón lá hữu cơ DS80, dinh dưỡng cho đất, dưỡng chất cho cây. Sản phẩm của công ty cổ phần bảo vệ thực vật ăn. Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng. Chủ đề tuần này sẽ là chăm sóc cà phê mùa mưa. Thưa bà con và các bạn, giai đoạn này là giai đoạn mà bà con nông dân đang bón phân cho cà phê, giúp cho cây cà phê phát triển cành lá. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà cây cà phê rụng trái non rất là nhiều. Và ngoài thời tiết thì các yếu tố khác như dinh dưỡng, bổ sung các hàm lượng canxi, silic hay là bo cũng giúp cho cây cà phê hạn chế được tình trạng rụng trái non. Và đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong chương trình chăm sóc cà phê mùa mưa tuần này. Và ngay từ bây giờ, bà con có thể gọi về hai số máy quen thuộc của chương trình 0633 531 1135 và 0633 531 404 để đặt câu hỏi và được nghe tư vấn trực tiếp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Huỳnh Minh Châu, Phó phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm Tập đoàn Lộc Trời. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần chính của chương trình, mời bà con và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi mới ghi nhận được. Vụ sản xuất cà phê năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 155.000 hecta cà phê. Khác với nhiều năm trước, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết năm nay không mấy thuận hòa đối với người trồng cà phê tại Lâm Đồng. Hiện nhiều diện tích cà phê trong tỉnh đang bước vào giai đoạn nuôi trái non. Bởi vậy, đầu tư chăm sóc cây trồng sao cho hiệu quả và khoa học, hạn chế tình trạng cà phê bị rụng quả non rất dễ làm ảnh hưởng đến năng suất cà phê trong vườn, là điều mà bà con nông dân khu vực chuyên canh rất quan tâm. Hầu như là năm nào cũng bị, chứ không nhiều thì ít. Vườn nào xử lý được thì nó sẽ bị ít, còn vườn nào không xử lý được nó bị rất là nhiều. Mỗi khi thời tiết cũng thất thường thì em thấy rụng trái non cũng khá là nhiều. Thứ nhất, thứ hai là cái con sâu thân ấy, với con bục cằn ấy, thì cứ hàng năm cứ không biết theo thời tiết hay là như thế nào thì mình có xịt thì nó cũng vẫn bị ăn. Đấy. Rồi nhất là cái con sâu thân thì em thấy càng năm về sau này ấy, thì em thấy càng nhiều. Nếu mà mình xử lý không hiệu quả thì em tính là cũng mất cả chừng 50% theo cái độ rụng của nó. Vâng, có thể thấy là với tình trạng thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay thì việc trụng trái non trong cà phê hay là những vấn đề bà con nông dân vừa mới nêu lên như một số dịch bệnh là một vấn đề mà làm cho bà con nông dân rất là lo lắng. Và có lẽ là ngay bây giờ thì bà con nông dân cũng đang chờ lắng nghe ý kiến của các vị chuyên gia. Xin mời Thạc sĩ Lại Thế Hưng ạ, đối với những cái loại dịch bệnh mà phát sinh trên vườn hiện nay mà bà con nông dân quan tâm thì không biết là Thạc sĩ có những cái giải pháp nào cho bà con nông dân ạ? Thì tình hình và thời tiết thì hiện nay thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là chăm sóc cà phê, giai đoạn đợt đầu tiên, tức là làm cỏ bón phân. Tình hình thời tiết thì có thể thấy là mưa khá là nhiều, và cái điều kiện bất lợi cho cái cây trồng nó cũng có những cái ảnh hưởng đến một số cái thiệt hại mà chúng ta cần quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay. Thứ nhất là các cái đối tượng về sâu hại như là sâu đục thân, rồi là mọt đục cành, và còn lại là vẫn là cái rệp sáp là cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm ở trên các cái vườn cà phê. Thứ hai nữa là cái bệnh thì chúng ta thấy là cái bệnh rỉ sắt, mưa nhiều cộng với trời âm u thì cái hai cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm trong cà phê là bệnh rỉ sắt, là bệnh hoặc là một số bệnh đốm mắt cua, cũng như là một số cái bệnh vàng lá, rồi cái khô cành khô quả. Thì đấy là những cái bệnh hại mà khá phổ biến. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến một số các cái giải pháp vấn đề quản lý cái dinh dưỡng, bón phân, rồi làm cỏ, cắt tỉa cành, vì đây là cái giai đoạn rất là quan trọng. Cả sau một cái thời gian là khô hạn và cây nó ra hoa, và hiện nay là giai đoạn trái lớn thì chúng ta phải bón phân đầy đủ và quan tâm đến các cái thiệt hại để làm sao chúng ta giúp cho cái vườn cây của chúng ta luôn luôn là có cái sinh trưởng phát triển tốt và
ít bị cái ảnh hưởng do cái dị thải nó gây hại. Vâng, đối với tình trạng ruộng trái non thì hiện nay ngoài những cái yếu tố khác thì dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp cho hạn chế tình trạng này. Thì không biết là về phía tập đoàn Lộc Trời, thạc sĩ Huỳnh Minh Châu, anh có những giải pháp gì giúp bà con nông dân không ạ? Thưa bà con, chúng ta cũng thấy là khi mà nói tới hiện tượng ruộng trái non, chúng ta sử dụng cái từ là hiện tượng ruộng trái non. Người ta không nói là vì một cái lý do nào, tại vì nó rất là nhiều cái lý do để mà dẫn tới cái hiện tượng ruộng trái non. Bà con mình thấy là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cà phê đang hấp thu rất là nhiều dinh dưỡng để mà nó phát triển cái trái cà phê. Thì một trong những cái hiện tượng mà dẫn tới cái hiện tượng ruộng trái non đó là do nó có thể là bị thiếu dinh dưỡng. Và ngoài cái chuyện mà nếu mà cung cấp dinh dưỡng không đủ, không cân đối thì nó sẽ làm cho cà phê bị rụng bớt đi. Cái thứ hai nữa là nó cũng có thể là do rụng là rụng sinh lý. Rụng sinh lý tức là nó đang ở cái giai đoạn cho hoa và cho trái và đang từ cái giai đoạn nắng chuyển sang mưa thì nó cũng tạo cái tâm lý, cái sinh lý của trong cây nó bị sốc và nó cũng dẫn đến cái hiện tượng rụng trái. Và khi nó đang bình thường thì nó phải nuôi trái, nó phải lấy cái dinh dưỡng cung cấp cho trái nhiều thì nó cũng rụng tự nhiên. Đó là cái thứ hai là rụng do sinh lý. Và cái hiện tượng thứ ba nữa là nó rụng do sâu bệnh. Thì đó là ba cái yếu tố để mà dẫn đến cái hiện tượng rụng trái non. Cho nên là bà con mình phải xác định được và quan sát kỹ trong vườn của mình đó, xem coi hiện tượng nào là hiện tượng chính. Nếu như chúng ta thấy là chúng ta đã cung cấp phân đã đủ, phân gốc đã đủ rồi, cây nó vẫn xanh tốt mà nó bệnh, nó vẫn rụng trái non, thì ở đây là chúng ta phải xem xét lại là có thể là nó rụng do sinh lý. Đương nhiên nó phải rụng, nhưng mà cái tỷ lệ nó rụng cao hay rụng thấp. Thì trong trường hợp mà chúng ta đã cung cấp đủ dinh dưỡng rồi đã dẫn rụng thì do rụng sinh lý, thì bà con có thể bổ sung các cái hoạt chất để nó có thể làm thay đổi các cái kích thích tố trong cây để nó giúp giảm đi cái hiện tượng stress này. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm bơm lava. Thì đây nó không có đạm lân kali gì hết, nó chỉ là những cái chất giúp cho cái cây nó tự điều chỉnh cái kích thích tố ở trong cây, và nó sẽ sinh ra những cái chất để giảm đi cái những cái chất để mà làm giảm đi cái hiện tượng stress của cây, dẫn đến giảm cái hiện tượng rụng trái non. Và các cái kết quả mà chúng tôi đã thử nghiệm trên đồng thì cho thấy là khi bà con mình sử dụng bơm lơ sau khi mà chúng ta đã sau khi đã đậu trái đầu đinh đó, thì nó có thể nó giảm được khoảng chừng 70-80% hiện tượng rụng trái. Còn trong trường hợp mà nó bà con mình thấy là cái cây của chúng ta nó tương đối bị suy, nó không có tốt, thì cái đó là có thể là rụng trái do thiếu dinh dưỡng. Thì thiếu dinh dưỡng thì có thể là do chúng ta cung cấp cái dinh dưỡng không đủ, hoặc là ở trong đất rễ cây đã bị bệnh. Thì cái chuyện rễ cây bị bệnh thì chúng ta nói sao, nhưng mà nếu như trong trường hợp mà rụng trái mà do cái thiếu dinh dưỡng này thì chúng ta có thể cung cấp thêm qua lá liền ngay tức thì. Ngoài cái chuyện mà chúng ta cung cấp qua cái phần gốc rồi thì có thể cung cấp thêm cái DS80. DS80 thì nó có humat, nó có fulvat, và những cái chất này là những cái chất hữu cơ khoáng, và đưa vào trong cây thì cây nó sẽ hấp thụ ngay và nó sẽ giúp cho cây khắc phục cái hiện tượng mà thiếu dinh dưỡng tạm thời, và nó giúp cho hạn chế được cái hiện tượng rụng trái. Còn cái thứ ba nữa là nếu mà do bệnh thì trong cái mùa mưa này thì một trong những cái bệnh mà nó làm cho cái hiện tượng rụng trái rất là nhiều, đó là cái tháng thư, nó dẫn đến cái khô cành khô quả. Thì nếu mà là bệnh thì chúng ta phải xử lý những cái thuốc để mà trị bệnh. Thì nếu như đúng trong cái thời tiết mà hiện tại mà mưa như thế này thì một trong những cái bệnh mà bà con mình phải quan tâm nhiều ở đây đó là khô cành khô quả. Và nếu là hiện tượng này thì chúng ta phải phun ngừa ngừa trước mà những cái bệnh mà những cái thuốc phổ rộng, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cạc ban để mà trị cho ung thư nếu như ngừa, và nếu trong trường hợp nặng thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm SCORE. Ngoài ra thì cũng còn nhiều cái bệnh khác cũng dẫn tới cái hiện tượng rụng trái, thì chúng ta sẽ có thể là đề cập sau trong những cái câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một đố vui nhà nông. Vâng, thưa bà con và các bạn, một đố vui nhà nông kỳ này chúng ta sẽ cùng giải quyết câu hỏi về sản phẩm Vitagen. Và xin mời câu hỏi ạ. Sẽ có một phần quà dành cho người gửi tin nhắn đúng nhất về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0918185905. Và câu hỏi như sau: Vitagen là sản phẩm giúp
A. Gia tăng quang hợp, phát triển quả non, giảm rụng quả. B. Phòng trừ bệnh rỉ sắt, giúp phát triển bộ rễ, tăng tính chống chịu thời tiết bất lợi cho cây cà phê. D. Đáp án A và C đều đúng. Ngay bây giờ bà con có thể chọn đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số điện thoại 0918 185 905. Vâng, thưa bà con và các bạn, để có một cái nhìn cụ thể hơn về những giải pháp mà các chuyên gia vừa mới nêu ra trong phần đầu của chương trình, mời bà con cùng đến với một phóng sự ngay sau đây. Đây là vườn cà phê rộng 1 hecta đang trong giai đoạn nuôi trái non của nhà nông Phạm Mạnh Tiến. Xác định cà phê là loại cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực cho gia đình mình, nên ngay khi triển khai kế hoạch tái canh, nhà nông này đã ưu tiên đổi mới quy trình đầu tư chăm sóc cây trồng. Nhất là trong khâu quản lý sâu bệnh hại trong vườn, sử dụng các loại phân thuốc sao cho khoa học. Và trong quá trình đầu tư sản xuất, các sản phẩm như Diazan, Anform, Boomflower, Domas, Instacop, Tinsupe, v.v. chính là sự tiếp sức cần thiết để nhà nông Phạm Mạnh Tiến thực hiện mục tiêu quan trọng mà anh đã đặt ra. Thực trạng của vườn này 3 năm trước thì nó rất là xấu. Cây cối thì nó cằn cỗi. Khi tôi cải tạo cái vườn này thì tôi có sử dụng cái loại Diazan để xử lý cái tuyến trùng rễ. Sau đó tôi sử dụng cái Anform và cái bom súp be để tôi trị rẹp sáp cái thảm thư và nó chống rụng trái rất là tốt. Sau cái thời gian sử dụng những cái loại thuốc như vậy thì tôi thấy là cái cây cà phê của tôi nó phát triển rất tốt, cành nhánh đảm bảo và năng suất đạt yêu cầu. Nhờ quy trình đầu tư chăm cây khoa học như thế mà trong niên vụ 2016-2017 vừa qua, tuy vườn cà phê mới là năm đầu cho thu bói, nhưng năng suất đã đạt trên 4 tấn một hecta. Theo tính toán của chủ vườn, với đà sinh trưởng và phát triển của cây trồng đảm bảo như thế này, thì niên vụ năm nay năng suất tăng từ 20 đến 30% so với năm trước là mục tiêu nằm trong tầm tay. Vâng, có thể thấy là với một vườn cà phê tơ thì năng suất như vậy quả là đáng để chúng ta có thể học hỏi về cách chăm sóc của nhà nông này. Và thưa thạc sĩ Lại Thế Hưng, không biết là với cách chăm sóc cũng như là quản lý các loại dịch hại ở trên vườn của nhà nông vừa rồi thì anh nhận thấy như thế nào ạ? Chúng ta vừa xem cái phóng sự về một cái mô hình mà tập đoàn Lộc Trời cùng với nông dân cũng đã thực hiện trong cái vườn cà phê. Thì có thể thấy là cái hiện trạng là cái vườn cà phê cái ra quành ra quả là khá là tốt, năng suất đối với cà phê tái canh mà đạt được 4 tấn thì không phải là hiếm ở Lâm Đồng. Và như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng đầy đủ các cái biện pháp chăm sóc như là trong cái phóng sự, từ cái khâu cắt tỉa cành là giai đoạn này rất là quan trọng, thứ hai nữa là chúng ta quản lý cái dinh dưỡng cho nó phù hợp, tức là lựa chọn những cái loại phân bón như thế nào để chúng ta bón cho nó hợp lý, đáp ứng được cái nhu cầu phân bón của cây từng cái vườn trồng một. Thứ ba nữa là vấn đề chúng ta quản lý cái dịch hại. Thì trong cái mô hình đó cũng thấy là anh sử dụng một số các cái sản phẩm quản lý tuyến trùng như là cái sản phẩm Diazan, rồi cái một số các cái sản phẩm khác như là để mà quản lý cái rệp sáp như là Anform, rồi một số cái sản phẩm để phòng trừ cái rỉ sắt. Và như vậy thì có thể thấy rằng là việc mà thăm đồng thường xuyên và chăm sóc cái vườn cà phê một cách hợp lý thì có thể cho chúng ta được một cái kỳ vọng cái năng suất, và trong dự kiến cái vườn của anh năm nay là sẽ tăng năng suất 20%. Tôi nghĩ là cái khả năng này đều có thể đạt được nếu mà chúng ta quản lý tốt từ cái khâu canh tác cho đến cái khâu dinh dưỡng rồi dịch hại. Vâng, thưa thạc sĩ Huỳnh Minh Châu, còn đối với những cái vấn đề mà xử lý dinh dưỡng ở trên cái khu vườn này thì theo anh có cần phải bổ sung thêm những cái hoạt chất gì hay không ạ? Ở đây thì trong cái phóng sự mà chúng ta xem thì có thể là anh có thể là chưa có trình bày hết. Thì ngoài những cái thuốc bảo vệ thực vật mà anh đã sử dụng thì
Chúng tôi cũng xin nói thêm một tí xíu về cái bảo vệ thực vật. Thì anh sử dụng diazan để mà anh quản lý tuyến trùng. Thì ngoài cái chuyện mà sử dụng diazan là chúng ta sẽ trừ tuyến trùng trực tiếp, thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp sinh học chúng ta đưa vào để quản lý tuyến trùng về lâu về dài, cũng như là quản lý được cái nấm Fusarium gây cái bệnh vàng lá và thối rễ trên cây cà phê. Thì để mà khống chế, không phải là khống chế mà để mà hạn chế tối đa cái bệnh do tuyến trùng và do nấm Fusarium, thì chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm sinh học. Bởi vì các sản phẩm sinh học cụ thể là Trico-DHCT thì chúng ta đưa vào thì nó sẽ đối kháng lại với một phần của trứng tuyến trùng, và đối kháng lại nấm Fusarium nó sẽ giúp cho hạn chế cái bệnh này nó phát sinh ở trong đất. Mà khi cái bệnh này nó nằm trong đất thì chúng ta rất là khó thấy, mà khi đã thấy rồi thì chúng ta rất là khó trị. Thì đó là bổ sung thêm cái phần bệnh trong đất. Còn về các cái dinh dưỡng thì mặc dù là chúng ta đi phân bón gốc đầy đủ, nhưng tùy theo từng cái giai đoạn mà chúng ta cũng nên đưa thêm các cái phân bón hoa lá. Bởi vì bà con mình cứ nghĩ một cái chuyện đơn giản như thế này, cái phân bón gốc nó giống như là cái cơm chúng ta ăn hàng bữa. Còn các cái phân bón hoa lá nó là các cái vitamin, nó là các cái enzyme, nó là các cái chất trung lượng và vi lượng, thì nó giống như là thịt cá. Chúng ta phải bổ sung thêm thì nó mới đầy đủ dinh dưỡng. Cho nên là để mà đạt được cái năng suất và đạt được cái chất lượng thì phải bổ sung thêm một số các cái loại phân bón hoa lá. Và khi mà sử dụng các cái phân bón hoa lá thì bà con mình cũng nên chú ý. Hiện tại thì có rất là nhiều cái phân bón hoa lá, các cái phân bón hoa lá bằng các cái nguyên tố đạm lân kali mà khoáng đó thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong cái lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại phân bón hữu cơ, những cái loại phân bón mà sinh học thì nó sẽ tốt hơn, cây sẽ hấp thụ tốt hơn và nó sẽ bền vững hơn. Thí dụ như những cái sản phẩm như là Vitazin chẳng hạn, khoáng hữu cơ thí dụ như là DS80, vân vân, còn rất là nhiều cái sản phẩm khác. Thì chúng tôi có thể là qua cái phóng sự này thì chúng ta có thể là góp ý thêm cho cái vườn của anh là như thế. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Lại Thế Hưng và thạc sĩ Hương Minh Châu. Qua hai số điện thoại ở nghi nóng của chương trình 0633 531 135 và 0633 531 404, chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ phía bà con nông dân, và xin được gửi câu hỏi của anh Trần Thanh Sơn ở huyện Đức Trọng đến cho thạc sĩ Lại Thế Hưng. Anh Sơn có hỏi rằng làm sao để khắc phục được tình trạng năm được năm mất trên cây cà phê. Vâng, xin chào anh Sơn cũng như các bạn xem đài. Vấn đề canh tác cây cà phê nói riêng và những cái cây trồng mà cho trái thì luôn luôn là chúng ta phải đối diện với cái việc mà năm được mùa mà năm không được mùa. Ở đây thì chúng ta xét về mặt khoa học thì những cái năm mà chúng ta được mùa thì điều đó có nghĩa là cái cây trồng nó lấy đi của đất rất là nhiều cái dinh dưỡng. Và cái sự phát triển của cái cây cà phê của chúng ta, nếu chúng ta không tính toán cho những cái năm sau là các cái cặp cành dự trữ. Đối với cà phê vối thì chúng ta cần quan tâm đến các cặp cành dự trữ, nó sẽ mọc ở phía đầu cành. Thì có thể là một cái vườn cà phê mà nó đạt yêu cầu thì nó khoảng mỗi một năm nó có khoảng 5 đến 6 cặp cành dự trữ này. Nó phát triển mạnh và đầu ngọn nó ra các cái đọt non rất là mạnh. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nó chuẩn bị cho cái năm sau để chúng ta đạt được cái năng suất nó sẽ không giảm. Thứ hai nữa là chúng ta phải bón phân. Khi mà cái vườn cà phê chúng ta có khả năng là nó sung sức thì cái lượng phân bón của chúng ta nó phải nhiều hơn là những cái vụ trước, và chúng ta phải bón cân đối. Anh Sơn ạ, nếu mà chúng ta không bón cân đối thì như vậy là nó sẽ thiếu hụt. Tôi lấy ví dụ như thế này, cái phân đa lượng như đạm lân kali chúng ta bón đủ, nhưng phân magie trung lượng, magie canxi thì chúng ta bón ít. Và đối với đất Lâm Đồng là cái đất mà do cái đặc điểm là đồi núi, cái sự rửa trôi rất là mạnh, hàm lượng hữu cơ thì đất của Lâm Đồng là khá là ổn, nhưng mà cái một số các cái khoáng dinh dưỡng trong đất thì nó hơi bị thiếu, đặc biệt là một số các loại phân bón nguyên tố là dễ tiêu như là lân dễ tiêu, kali dễ tiêu, rồi canxi, rồi magie, rồi vân vân. Thì như vậy cái việc bón phân cho cái cây cà phê nó bảo đảm được và đầy đủ các cái loại trung vi lượng, thì có như thế thì chúng ta mới có thể bảo đảm được rằng là cái vườn cà phê của chúng ta
là năng suất là nó sẽ ổn định. Thứ hai nữa là vấn đề các cái khó khăn trong cái sản xuất cà phê, là khi chúng ta lựa chọn cái loại phân bón thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái loại phân bón cho nó có cái bảo đảm cái chất lượng cũng như là cân đối các cái tỷ lệ để chúng ta bón vào kịp thời các cái giai đoạn. Khi mà cái tỷ lệ chúng ta lựa chọn cho các vườn cà phê hiện nay là chủ yếu là theo cái quy trình là chúng ta theo công thức đạm lân kali là 3:1:3, nhưng mà nông dân hiện nay có xu hướng là chúng ta chuyển sang cái công thức phân bón là 2:1:2, có nghĩa là cái hàm lượng lân nó sẽ tăng lên và cái số lượng mà chúng ta bón trên 1 hecta trung bình khoảng 280 đạm 3:100 P2O5 và khoảng 300 KHO. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải điều chỉnh, nếu mà cái vườn cà phê chúng ta là cái năng suất nó tăng cho 1 tấn thì chúng ta phải bón bổ sung là khoảng 60N, 20 P2O5 và 60 KHO cho 1 tấn gia tăng đối với vườn cà phê với cái quy trình là cho năng suất khoảng 4 tấn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Thế Hưng. Và xin được chuyển câu hỏi của chị Hà Thị Ái ở huyện Lâm Hà đến cho thạc sĩ Huỳnh Minh Châu. Chị Ái có hỏi rằng trái cà phê có hiện tượng lớn không đồng đều và xuất hiện tình trạng rụng lát đát, cuống ở quả thì thâm đen. Xin cho hỏi đây là bệnh gì và hướng giải quyết như thế nào? Ở câu hỏi của chị Ái thì nó có hai phần. Một cái phần thứ nhất là chị nói là cái trái cà phê nó phát triển không đồng đều. Ở đây thì trái cà phê nó phát triển mà không đồng đều thì cái chế độ dinh dưỡng là một. Cái thứ hai là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, có thể là nó thụ phấn, có thể là nó không đồng đều, hoặc là các cái đợt qua nó trộn không có đều nhau. Thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là trái không đồng đều. Cái thứ hai là về cái trái cà phê của chị thì chị thấy là ở trên đa trái xuất hiện lốm đốm những cái vết thâm đen ở cuống hoặc là ở trái. Và thậm chí là chúng ta thấy là ở trên lá nó cũng có và trên cành nó cũng có. Và trong cái điều kiện mùa mưa này thì chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện nhiều. Và từ đây trở đi thì cái hiện tượng này nó sẽ xuất hiện nhiều. Và đây là một trong những cái triệu chứng có thể nói là cơ bản ha anh Hưng ha. Của cái triệu chứng của cái nấm Colletotrichum, tức là cái nấm gây cái bệnh thắng thư, hay bà con mình còn hay gọi là cái bệnh khô cành khô quả. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì bà con mình phải kết hợp nhiều yếu tố. Như chúng ta nói là hiện giờ là mưa nhiều, cho nên là cái thứ nhất là làm sao giảm đi cái ẩm độ trong vườn. Cho nên cái để mà giảm đi cái ẩm độ trong vườn thì bà con mình giống như là thạc sĩ Hưng có nói là bà con mình phải vệ sinh cái vườn. Vệ sinh ở trong thời điểm này nó khác với vệ sinh ở cái thời điểm mà sau thu hoạch. Sau thu hoạch là chúng ta dọn đi những cái cành sâu bệnh, những cái cành lá già cỗi để nó giảm đi cái mầm bệnh. Còn trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đưa phân vô nhiều. Mà khi mà chúng ta đưa phân vô nhiều để cho trái nó phát triển thì cái tế bào của cái lá, tế bào của cây, tế bào của trái nó sẽ rất là mỏng và nó rất dễ bị cái nấm bệnh tấn công. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái cây cà phê, cái tán cây cà phê thì khi mà đưa phân vô nhiều thì cành nó cũng sẽ phát triển nhiều. Cành dược cũng sẽ có và cành tầm cũng sẽ có. Thì vệ sinh vườn ở đây tức là bà con mình phải loại bỏ các cái cành dược, các cái cành tầm, cắt tỉa bớt để cho tạo cái không khí trong vườn nó thông thoáng, nó giảm đi cái ẩm độ thì sẽ giảm đi cái bệnh thắng thư này. Để phòng trị, để trị thì bà con mình có thể sử dụng những cái sản phẩm như là tiên súp be, hoặc là có thể sử dụng sản phẩm score để chúng ta phun để mà phòng và trị đối với bệnh thắng thư này. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu. Và câu hỏi của nhà nông Nguyễn Hữu Thành ở huyện Di Linh xin được chuyển đến với thạc sĩ Lại Thế Hưng ạ. Câu hỏi của nhà nông Nguyễn Hữu Thành có hai ý như sau. Đầu tiên là anh hỏi cà phê có hiện tượng lá biến dạng nhỏ hẹp, có lá bạc trắng, mặc dù đã bổ sung vi lượng nhưng không thấy hết, xin hỏi hướng khắc phục. Và câu hỏi thứ hai là anh hỏi mưa rất nhiều đã bỏ phân, thấy cây không phát triển, kiểm tra thì thấy nhiều rễ bị thâm đen, có rễ không phát thì có phải là bệnh do tuyến trùng gây nên hay không, và phòng ngừa như thế nào? Xin mời thạc sĩ Lại Thế Hưng. Vâng, xin chào anh Thành. Thì cái câu hỏi của anh về cái vườn cà phê thì chúng ta cũng thể thấy là trong vườn cà phê của chúng ta thì sẽ có một số cây nó sẽ có cái hiện tượng như anh vừa mô tả, là lá nó có xu hướng là nó nhỏ lại, rồi là nó có thể là hình ra cái hình rễ quạt. Và như vậy thì chúng ta biết là nếu mà lá cành cà phê mà nhỏ thì như vậy là cái số lượng hoa quả trên đó nó cũng sẽ nhỏ, cũng sẽ ít đi.
Và chúng ta chăm sóc cà phê thì mục tiêu chúng ta phải đạt được cái cặp lá nó là bình thường và nó xanh để mà nó hấp thụ ánh sáng là quang hợp để mà giúp cho cái việc mà ra trái và đạt được cái năng suất. Thì cái mô tả triệu chứng của cái anh vừa mới mô tả thì chúng tôi xác định đây là hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là thiếu cái mangan. Cái nguyên nhân làm cho lá nó nhỏ và các cái đầu ngọn lá nó có xu hướng là nó chặt lại, tức là các cái đốt nó sẽ chặt lại, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái thiếu và cái nguyên tố là bo. Thì trong sản xuất cà phê chúng ta rất ít quan tâm đến cái bo, và bo là rất là quan trọng đối với cái việc mà quá trình hình thành phát triển đậu trái và trái thì giai đoạn nhỏ. Thì đây là chúng ta cần phải quan tâm để làm sao là bổ sung vào trong cái vườn cà phê. Thì chúng ta có thể lựa chọn một số cái sản phẩm mà có cái nguyên tố vi lượng như là mangan để chúng ta bón vào, hoặc là kẽm để chúng ta bón vào để khắc phục cái hiện tượng này, và có thể là sử dụng mà từ 20 đến 40 ký sulfat kẽm, hoặc là sử dụng cái bo trắc hoặc là nitrat bo để chúng ta bổ sung cho cái cây cà phê của chúng ta. Cái câu hỏi thứ hai là mặc dù anh đã bón nhiều phân, bón nhiều nguyên tố vi lượng, nhưng mà cây nó vẫn có cái hiện tượng là nó trắng lá. Thì như vậy trắng lá là một trong những cái hiện tượng của một số cây cà phê nó bị thiếu sắt. Thì hiện nay là trong phân bón dinh dưỡng thì chúng ta có nhiều cái sản phẩm người ta sử dụng cái chê lá sắt bằng cái bón phân qua lá, như là anh Châu có giới thiệu một số sản phẩm thì trong các cái hàm lượng nó đều có những cái nguyên tố vi lượng để giúp cho cái cây cà phê của chúng ta khắc phục cái hiện tượng là trắng lá. Cái câu hỏi thứ hai liên quan đến cái việc mà anh đã kiểm tra cái bộ rễ thì thấy đào rễ lên là rễ nó không phát triển, nó thâm đen, thì anh có hỏi là đây có phải là nguyên nhân do tuyến trùng hay không? Nếu mà nguyên nhân ở trong đất mà cây không phát triển được mà chúng ta thấy rằng đào rễ lên, rễ mà nó thâm đen thì thường thường là do cái Fusarium. Chúng ta quan sát thấy nếu mà bộ rễ nó nhỏ và rễ có u sưng thì chúng ta xác định đây là do cái tuyến trùng. Bởi vì tuyến trùng nó sẽ làm cho cái rễ cà phê nó nhỏ lại, nó hút dinh dưỡng từ trong cái rễ. Vì vậy là rễ nó vẫn phát triển nhưng mà nó sẽ nhỏ. Và thứ hai nó là tuyến trùng mà cái dòng mà Meloidopsin thì nó sẽ di cây u sưng. Thì như vậy là với cái hiện tượng mà bị thâm đen rễ là do cái nấm Fusarium nó gây hại. Nó sẽ làm cho cái đầu rễ nó nhỏ lại và nó khô đen đi. Thì đây là cái bệnh do nấm. Vì vậy để khắc phục cái hiện tượng triệu chứng này thì chúng ta phải sử dụng một số các cái sản phẩm để làm sao hạn chế được cái Fusarium mà công ty tập đoàn Lộc Trời cũng đã có sản phẩm. Thứ hai nữa là chúng ta khắc phục cái hiện tượng tuyến trùng, thì anh Châu có lẽ là sẽ giới thiệu thêm để cho anh Thành là hiểu và sử dụng một số cái sản phẩm của công ty. Thưa anh Thành, anh quan sát lại ở trong vườn của mình á, nếu mà chúng ta thấy cái tỷ lệ cây mà nó bị cái hiện tượng này mà nhiều á, thì chúng ta có thể sử dụng ngay những cái sản phẩm hóa học để ngăn chặn lại. Như Thạc sĩ Hưng có nói thì những cái triệu chứng mà anh mô tả đó là do hai tác nhân, thứ nhất là do Fusarium và thứ hai là do tuyến trùng. Thì thường là hai anh này anh sẽ đi chung với nhau chứ không có bao giờ anh tách riêng đâu. Và nếu như mà trong vườn của chúng ta mà xuất hiện cái tỷ lệ cao á, thì anh có thể sử dụng những cái sản phẩm đặc trị tuyến trùng bằng hóa học và đặc trị nấm Fusarium bằng hóa học để chúng ta ngăn chặn lại ngay. Và những cái sản phẩm này thì anh có thể tưới vào đất và chúng ta chỉ tưới một lần thôi để chặn lại, và sau đó chúng ta sẽ đưa những cái sản phẩm sinh học vào. Thì như anh có sử dụng rồi đó, cái diazan thì nó có khả năng nó trừ được tuyến trùng, chúng ta có thể đưa vào một lần. Và chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc trừ nấm, thí dụ như tin super cũng được, tin cũng được. Hai sản phẩm này thì nó đều có khả năng là nó trừ rất là tốt cái nấm Fusarium, và chúng ta có thể tưới vào để chúng ta ngăn chặn lần đầu tiên thôi. Và sau đó cách khoảng 7 ngày sau cho tới 10 ngày sau thì anh sẽ đưa lại cái Trico-DHCT xuống. Và Trico-DHCT thì nó đối kháng rất là tốt đối với nấm Fusarium, và nó cũng đối kháng, nó cũng tiết ra những cái chất để mà nó làm cho cái trứng tuyến trùng nó bị hư đi, làm giảm đi cái mật số của trứng tuyến trùng. Thì sau khi mà đã xử lý thuốc hóa học rồi thì chúng ta sẽ đưa cái Trico này vào để nó đối kháng với các cái nấm ở trong đất, và nó sẽ giúp cái vườn của chúng ta ổn định về lâu về dài. Và nếu như vườn chúng ta bị nặng thì có thể là anh sẽ đưa vào lần đầu tiên với cái liều lượng là
một ký một gói 500 gram như vậy cho một phi, và khoảng từ 20 ngày cho tới một tháng sau đó chúng ta sẽ tưới trở lại một lần nữa, và sau đó thì để ngừa tốt thì cứ định kỳ khoảng từ 2 tới 3 tháng thì chúng ta sẽ xử lý một lần. Cảm ơn anh và chúc anh quản lý thành công cái vườn của mình. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu và thạc sĩ Lại Thế Hưng. Và câu hỏi của anh Phạm Văn Tuyên ở xã Bù Đăng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Xin được dành câu hỏi này cho thạc sĩ Huỳnh Minh Châu. Anh Xuyên có hỏi rằng đầu mùa mưa thì cây cà phê đang cho trái bằng đầu ngón tay thì nên bón phân gì và liều lượng ra sao, đồng thời là xin tư vấn cách để chống rụng trái ạ. Dạ, thưa anh, trong cái phần câu hỏi của anh Xuyên thì nó có hai phần. Cái phần là thứ nhất là bón phân, thì đầu mùa mưa này nên bón phân gì? Thì chúng ta cũng biết là ở giai đoạn này là cái giai đoạn mà cây trái cà phê nó đang phát triển quả, thì cái phần tư vấn về phân bón như thế nào và bón bao nhiêu để hợp lý thì chắc có lẽ là thạc sĩ Hưng sẽ hướng dẫn rõ hơn cho anh Xuyên trong phần này. Và ở cái phần thứ hai thì anh nói là phần thứ hai tư là vấn chống rụng trái. Chống rụng trái thì ở phần đầu thì chúng ta đã có nói một tí xíu về cái phần rụng trái rồi, thì nó có ba cái nguyên nhân. Thì bây giờ là anh nên xem lại trong vườn mình coi nó rơi vô cái nguyên nhân nào. Thứ nhất là dinh dưỡng mình đã bón đủ hay chưa. Nếu mà chúng ta thấy là cây cà phê mình nó không được tốt thì chúng ta bổ sung thêm, thì anh có thể sử dụng sản phẩm thứ nhất Vitazim, chúng ta phun thêm qua lá. Ngoài cái chuyện mà nếu mà thiếu dinh dưỡng đó, đưa cái phân gốc vào, như thạc sĩ Hưng sẽ tư vấn anh thêm, thì cung cấp thêm thì chúng ta đưa thêm cái sản phẩm Vitazim. Thì Vitazim nó sẽ cung cấp các cái enzyme, các cái vitamin, các cái acid amin để giúp cho cái cây nó sẽ chống chịu tốt hơn, và nó sẽ vượt qua được cái hiện tượng rụng trái khi mà nó đang thiếu cái dinh dưỡng. Và cái sản phẩm thứ hai anh có thể đưa vô đó là sản phẩm DS80. DS80 thì nó sẽ cung cấp cho các cái chất khoáng và nó sẽ giúp cho hạn chế ngay tức thì cái hiện tượng mà thiếu dinh dưỡng. Cho nên là nếu như anh quan sát trên vườn mình mà anh thấy cây phát triển không tốt, có thể là lá nó vàng, nó không được xanh, nó không được sung, thì mình phải bổ sung ngay. Còn nếu như chúng ta thấy trong vườn của mình mà nó có xuất hiện bệnh, tức là có những cái chấm đen trên trái, trên cành hoặc là trên lá, hoặc là có những cái đốm bệnh rỉ sắt, hoặc là có bệnh trên lá gì đó, thì nó làm giảm đi quang hợp, nó làm cho cái cây quang hợp không tốt, không có đủ các cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cây, thì khi đó là chúng ta phải phun thuốc để mà trị bệnh. Và trong cái điều kiện hiện nay thì anh sử dụng những cái sản phẩm mà tương đối phổ rộng một tí để mà chúng ta trừ các cái bệnh mà chủ yếu là tháng thư. Thì trong giai đoạn này anh có thể sử dụng, nếu như mà trên vườn nhẹ thì sử dụng sản phẩm cạc ba. Khi nó vườn mà nó xuất hiện nặng hơn, triệu chứng nó nhiều hơn, nó nặng hơn, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm tiên sức đe hoặc là sản phẩm score. Thì đó là một số cái tư vấn cho anh, và chắc là thạc sĩ Hưng sẽ tư vấn tiếp cho anh trong cái phần gì dinh dưỡng. Về vấn đề là bón phân gì cho cây cà phê trong cái giai đoạn hiện nay, thì có thể anh Tuyền quan tâm đến tất cả những cái nhu cầu dinh dưỡng của cây vào đầu mùa mưa. Thứ nhất là chúng ta phải xác định là cái nhu cầu phân hữu cơ. Vì đây là chúng ta biết là trong cái canh tác hiện nay quá trình là rửa trôi, xói mòn, rồi chúng ta không có đầy đủ cái phân hữu cơ, phân chuồng bón cho cây cà phê. Vì vậy là cái tính bền vững của cái vườn cà phê của chúng ta nó sẽ hạn chế. Vì vậy là chúng ta cần phải quan tâm cho đoạn hiện nay là cái số lượng phân chuồng là chúng ta sẽ bón như thế nào để bảo đảm được là trong một cái vườn cà phê trong một năm, hoặc là ít nhất 3 năm là chúng ta phải bón được một lần là phân hữu cơ hoặc là phân chuồng, thì lưu lượng là khoảng từ 10 tấn cho đến 30 tấn một hecta. Đấy, thì có thể là năm nào đó thì chúng ta cũng tiến hành chúng ta bón được thì càng tốt, và nếu không thì ít nhất 3 năm. Cái lượng bón thì chúng ta phải lựa chọn các loại phân chuồng hoai để chúng ta bón cho cái cây. Đấy là cái thứ nhất. Hoặc là trong cái phân hữu cơ hiện nay thì có nhiều cái sản phẩm mà ta sản xuất để mà hỗ trợ cho cái phần phân chuồng chúng ta không có. Thì như vậy là có nhiều cái loại phân như hữu cơ khoáng, rồi khoáng hữu cơ, rồi phân hữu cơ vi sinh, thì anh có thể là lựa chọn cái một trong những cái loại phân hữu cơ bổ sung thêm ở giai đoạn hiện nay
thì cái liều lượng là chúng ta có thể bón vào khoảng trung bình mà các cái nhà sản xuất giới thiệu thì trung bình vào khoảng là khoảng 1,5 tấn, 1 tấn cho đến 2 tấn, mà trung bình khoảng 1,5 tấn, có nghĩa là một gốc chúng ta có thể bón khoảng 1,5 đến 2 ký. Và cái phân hữu cơ vi sinh hay nói chung là các loại phân hữu cơ thì chúng ta nên bón vào đầu mùa mưa, chứ không nên là chúng ta bón vào cái thời kỳ thứ hai, thứ ba là nó không có phù hợp. Bởi vì giai đoạn này, đấy giai đoạn này chúng ta cần phải là tạo lại cái bộ rễ, thì như vậy là chúng ta phải trẻ hóa cái bộ rễ nó lại bằng một số các loại phân hữu cơ. Thứ hai nữa là cái phân vô cơ. Để phân vô cơ thì có ba cái dạng phân. Một là cái nguyên tố đa lượng thì có là phân đạm, là phân lân và phân kali. Thì đây thì như tôi nói là bón theo đúng cái cân đối cái hàm lượng là theo cái tỷ lệ 3:1:3 hoặc là 2:1:2. Và thứ hai nữa là cái phân trung lượng, thì trung lượng hiện nay chúng ta cần quan tâm đến hai cái nguyên tố, tức là nguyên tố canxi và nguyên tố magie, bởi vì phần lớn cái đất của chúng ta hiện nay là cái độ pH nó khá là thấp, có thể là chỉ đạt được là trung bình là khoảng 5 thôi, và cái nhu cầu cái cà phê có thể đạt được là tối ưu có thể là 5,5 cho đến 6 là nó phù hợp. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải bổ sung cái phần vôi, hay là đấy thì một năm chúng ta bón một lần vào giai đoạn hiện nay là tương đương với khoảng 1 đến 1 tấn cho đến 3 tấn tùy theo cái độ pH nó chua hay là chua nhiều hay chua ít, thì chúng ta lựa chọn và tương đương với khoảng 1 ký cho đến 3 ký là tối đa. Nó là cái phần canxi hoặc là gọi là vôi. Ngoài ra thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có cái hàm lượng là phân lưu hình như là và canxi magie ở trong cái phân vô cơ. Đặc biệt là đối với phân vi lượng thì cái nhu cầu của cây nó rất là cần thiết, mà chúng ta nhiều khi qua cái triệu chứng thì chúng ta thấy là nó thể hiện cái triệu chứng thiếu vi lượng, thì anh Tuyền có thể là lựa chọn một số các cái sản phẩm có cái hàm lượng vi lượng cao qua để bón phân qua lá, có thể là kết hợp với các cái đợt mà chúng ta phân phun thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta sử dụng để bón cho cây. Và đây là những cái nhu cầu rất là cấp thiết mà giúp cho cái cây cà phê của ta chúng ta là nó đạt cái sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng tôi hy vọng là anh Tuyền sẽ lựa chọn được tất cả những cái loại phân mà bón ở trong giai đoạn hiện nay. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái lượng bón ở trong cả năm thì giai đoạn này là chúng ta bón khoảng 40% cái nhu cầu đạm và khoảng 30% cái nhu cầu kali. Thế còn phân lân nếu chúng ta bón được trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta bón hết toàn bộ vào cái đợt này. Và nếu mà chúng ta sử dụng các cái loại phân hỗn hợp NPK thì nó sẽ rải đều ra trong các cái đợt trong năm. Vâng. Đối với tập đoàn Đặc Trời thì không biết là chúng ta có những cái sản phẩm gì để hỗ trợ trong giai đoạn này không ạ? Dạ. Đối với tập đoàn Lộc Trời thì chúng ta thấy là ở trong giai đoạn này thì nói về các cái sản phẩm bón gốc á, thì hiện nay chúng tôi có hai cái sản phẩm, đó là thứ nhất là Ure Gold, thứ hai là Ure Black. Thì Ure Black là Ure sử dụng cái công nghệ là Ure và áo thêm các cái chất hữu cơ vào trong này. Và cái sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm Ure Gold. Thì Ure Gold là sản phẩm cũng là Ure, thành phần cũng là ure, và bên cạnh đó thì áo thêm các cái chủng vi sinh trong đây, và cụ thể ở đây là các cái chủng mycorrhizae. Và bà con mình cũng biết là một cái sản phẩm phân ure mà để áo được cái chủng vi sinh mà nó còn sống ở trong cái phân ure thì đó là một cái công nghệ là rất là tiên tiến. Và chúng ta thấy là bên cạnh cái chuyện chúng ta bổ sung đạm thì cái mycorrhizae nó là một cái sản phẩm mà nó cộng sinh lại những cái nấm, mà nó cộng sinh luôn trong bộ rễ, và nó sẽ giống như là một cái thành phần của bộ rễ, và nó giúp cho rễ lấy dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời nó cung cấp cho rễ các cái enzyme, các cái chất kháng sinh, nó tạo thành những cái chất đề kháng luôn cho trong cái rễ cây để mà chống lại các cái bệnh ở trong đất. Còn về các cái sản phẩm về vi lượng và trung lượng đó, thì giống như là Thạc sĩ Hưng cũng có nói với bà con là chúng ta cũng bổ sung thêm qua lá, bởi vì thường thì các cái chất vi lượng và trung lượng thì cái hấp thu qua rễ nó sẽ không cao bằng bổ sung qua lá. Và tập đoàn Lộc Trời thì cũng có một số các cái sản phẩm vi lượng và trung lượng, thí dụ như là sản phẩm Silimat. Thì Silimat đây là một cái công nghệ đầu tiên, công nghệ rất là tiên tiến, khi mà kết hợp được vừa silic, vừa canxi và vừa kali trong cái bộ ba này trong một cái sản phẩm. Thường thì rất là khó kết hợp ba cái sản phẩm này, và với những cái công nghệ cao thì người ta đã kết hợp được ba sản phẩm này, silic, canxi và kali. Đó là sản phẩm Silimat. Cái sản phẩm thứ hai là bà con mình cũng thấy là giống như Thạc sĩ Hưng nói là cũng rất là cần thiết, đó là có những cái giai đoạn mà chúng ta cần cái bo
và một ít cái đạm trong đó, thì chúng tôi cũng có cái sản phẩm là hai boron, thì nó cần thiết cho cái giai đoạn là trước khi ra hoa và sau khi đậu trái, để nó giúp cho cái tỷ lệ hoa nó đậu tốt hơn, và sau khi đậu trái rồi thì nó giảm đi cái tỷ lệ mà bị rụng trái lúc ban đầu. Thì đó là một số cái sản phẩm mà tập đoàn Lộc Trời có, vừa ở gốc và vừa bổ sung qua các cái chất trung lượng và vi lượng. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Hương Minh Châu. Và chúng tôi vừa mới nhận được câu hỏi của nhà nông Ca Với ở suối Thông A, xã Đạ Ròn. Đây là một câu hỏi về hồ tiêu nhưng mà có vẻ là khá là cấp bách rồi, nên là xin mời thạc sĩ Lại Thế Hưng có thể trả lời câu hỏi này cho anh Với. Anh có hỏi rằng tiêu bị rụng chùm trái rất nhiều, vàng lá, thì xin hỏi đây là hiện tượng gì và cách khắc phục ạ? Xin chào anh nha, Ca Với. Thì như vậy là đối với cây tiêu ở Lâm Đồng của chúng ta thì hiện nay có khoảng hơn 1.000 hecta, khoảng 1.400 hecta, và rải rác từ các cái huyện từ Ba Vì Việt Nam cho đến Đức Trọng, Đơn Dương thì chúng ta có đều có trồng tiêu. Và trồng tiêu thì chúng ta rất nhiều cái đối tượng mà dịch hại chúng ta cần phải quan tâm đối với cây tiêu. Trước hết là cái hiện tượng hiện nay ấy, là trong cái thời điểm này thì như vậy là cái bệnh mà chết nhanh chết chậm, chủ yếu là cái bệnh chết nhanh, nó sẽ gây ra do cái nấm Phytophthora. Và những cái vùng mà chúng ta là canh tác cây tiêu không phù hợp là những cái vùng mà có cái điều kiện mà ẩm độ cao và nhiệt độ nó khá lạnh, như là Lâm Đồng chúng ta thì cây tiêu nó không phát triển mạnh vì những cái nguyên nhân là nó thuận lợi cho cái dịch hại như là cái chết nhanh. Thứ hai nữa là cái bệnh chết chậm. Chết chậm thì nó do tuyến trùng và cái nấm Fusarium là hai cái đối tượng nó sẽ gây hại cái chết chậm, làm cho cái bộ rễ của chúng ta nó không phát triển được. Và khi ở trong cái thời điểm hiện nay là cây nó cho trái và đang cái trái nó lớn và đang cái thu hoạch, thì như vậy chúng ta thấy là một số các cái chùm trái chúng ta nó tự rụng là rụng trái non luôn, rụng trái là trái lớn cũng bị rụng, ngoại trừ chúng ta nói là nguyên nhân thiếu nước hoặc là nguyên nhân mà chúng ta trồng tiêu không thoát nước thì nó cái tiêu nó cũng tự rụng trái, nó cũng giống như cà phê, nó sẽ tự rụng để nó bảo vệ được cái sinh trưởng của nó. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải tiêu thoát nước tốt là cái điều đầu tiên. Thứ hai là xác định xem nguyên nhân ở trong vườn chúng ta là nó có bị cái rễ nó bị ảnh hưởng do cái tuyến trùng không và nấm Fusarium không, và nếu có thì như vậy là anh có thể sử dụng các cái sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời như anh Châu vừa mới giới thiệu, có mấy cái sản phẩm như Trico Đặc Ma cũng có hiệu quả, hoặc là cái Diazan để quản lý tuyến trùng thì cũng giúp cho cái hiệu quả. Và chúng tôi cũng xin nhắc rằng đối với cái vườn tiêu chúng ta không nên là thúc quá nhiều phân bón cho cái vườn tiêu vì nó rất dễ tổn thương, bộ rễ tiêu ra rất là chậm, không phát triển mạnh, nó ăn cạn. Vì vậy chúng ta cần bổ sung là phân hữu cơ và bổ sung thêm một số các cái chất điều hòa sinh trưởng để giúp cho cái bộ rễ phát triển, thì sau đó chúng ta mới nghĩ đến cái việc là quản lý cái nấm bệnh. Và nếu anh cảm thấy là khó khăn trong việc mà không xác định được thì anh có thể liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật số 12 Hùng Vương, Đà Lạt, thì chúng tôi cũng sẽ cử cán bộ xuống để tư vấn cho anh. Bởi vì cây tiêu là cây tiêu mới phát triển ở Lâm Đồng mạnh trong thời gian gần đây, vì vậy là vấn đề kỹ thuật canh tác của chúng ta còn nhiều cái hạn chế. Vâng, có lẽ nhà nông Ca Với nên liên hệ với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật để có thể tìm hiểu được chính xác căn bệnh trên khu vườn của mình. Và quay trở lại với cây cà phê, anh Lâm ở Di Linh có hỏi: nhà có 1 hecta cà phê, gần đây thấy cà phê bị rệp sáp và nấm mụi đen, thân cây có kiến bò thành đàn, đã sử dụng thuốc trừ rệp sáp nhưng không thấy hiệu quả, vậy xin hỏi nguyên nhân và cách xử lý, và xin mời thạc sĩ Hương Minh Châu ạ. Dạ thưa anh Lâm, như anh miêu tả thì trên vườn thì anh thấy rất là rõ là có rệp sáp, và đương nhiên khi mà chúng ta thấy có rệp sáp thì là sẽ có nấm bồ hóng. Bên cạnh nấm bồ hóng thì chúng ta sẽ thấy nó cũng có kiến. Thì ở đâu mà chúng ta thấy là ở gốc cây có kiến thì là chúng ta nên suy nghĩ ngay tới là nó sẽ có rệp sáp. Tại vì khi mà rệp sáp nó chích hút cái cây của mình rồi sau đó nó thải ra thì trong đó nó có đường, cho nên là kiến rất là thích. Khi nó thải ra như vậy cũng có đường, có các cái chất dinh dưỡng trong đó, cho nên các cái nấm như nấm bồ hóng nó cũng sẽ phát triển rất là nhiều. Và anh cũng có trình bày là anh đã có xử lý rồi nhưng mà chúng ta thấy là không hiệu quả. Cái chuyện này thì nó cũng không phải là ít thấy, đúng không anh Hưng? Tại vì rệp sáp thì rất là khó trị,
nó không có giống như những con khác. Bên ngoài nó được che phủ bởi một lớp sáp, và nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thuốc mà không có lưu dẫn sâu, chỉ tiếp xúc thôi, thì khi phun thuốc lên thì cái thuốc nó không có thấm qua được cái lớp sáp thì con rệp này nó không chết. Cho nên là phải làm sao mà phá được cái lớp sáp này. Cái thứ hai nữa là rệp sáp đó thì chúng ta phải phun ít nhất phải 2 lần thì cái hiệu quả nó mới cao. Và cái cách phun của chúng ta là chúng ta phải phun cho đậm và phun phải ướt đều cả hai cái mặt lá, và nên sử dụng những cái sản phẩm mà có tính lưu dẫn tương đối cao. Thì anh có thể sử dụng sản phẩm bơm album. Anh sử dụng sản phẩm album để anh phun trên cái để xử lý con rệp sáp này. Và anh nên nhớ là phải phun ướt đậm, phun kỹ. Sau khi phun lần thứ nhất thì chúng ta nên phun lặp lại lần thứ hai cách khoảng 7 tới 10 ngày. Xin chúc anh quản lý được thành công cái con rệp sáp ở trên vườn cà phê của mình. Xin cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu và thạc sĩ Đặng Thế Hưng ạ. Về vấn đề quản lý cái rệp sáp á, thì vừa rồi chúng tôi cũng đi kiểm tra một số cái vườn, các mô hình ở Lâm Đồng, các huyện, thì thấy rằng là vẫn còn cái tình trạng là rệp sáp. Mà nguyên nhân thì cũng như là anh Lâm vừa mới trình bày là phun nó không chết. Vì thực ra là không phải là chúng ta lựa chọn những loại thuốc nó không có hiệu quả, nhưng mà chúng tôi xác định đây là cái kỹ thuật canh tác và cách phun. Hiện nay là trong cái canh tác cà phê của chúng ta thì chúng ta biết ở giai đoạn hiện nay là hầu như các cái loại, các cái hoa cà phê, cái bông cà phê nó bung hết rồi. Có những cái và khi trái nó lớn ra thì nó sẽ đẩy dần những cái còn lại của cái bông cà phê ở trên cái chùm trái. Và nếu những cái vườn cà phê nào mà bông ở trên chùm trái nó còn nhiều thì cái nguy cơ của rệp sáp là rất khó phòng trừ. Vì con rệp sáp nó chui vào ở những cái vị trí, những cái kẽ đó. Và khi chúng ta phun thuốc thì không thể nào tới được cái vị trí đó. Có nhiều cái giải pháp, trong đó là cái giải pháp mà đơn giản nhất là chúng ta tưới nước mạnh vào trong các cái chùm trái để làm sao nó bung hết được tất cả những cái vị trí, nó lộ ra những cái vị trí của con rệp sáp. Và sau đó chúng ta tiến hành chúng ta xử lý thuốc. Cái thứ hai nữa là lâu nay nông dân có một cái kinh nghiệm, người ta áp dụng rất là thành công là việc sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng. Hiện nay chúng ta có nhiều cái chất điều hòa sinh trưởng để giúp cho cái việc ra hoa đậu trái. Và như vậy khi cái sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng này ấy, thì cái sau khi nó thụ phấn xong rồi ấy, thì cái bông nó sẽ bung ra hết và nó sẽ rớt xuống nhanh hơn. Và như vậy thì cái điều kiện để cho con rệp sáp nó trú ngụ vào đó thì nó sẽ khó khăn hơn, và giúp cho cái việc mà chúng ta quản lý cái rệp sáp là nó có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là vấn đề chúng ta phun thuốc trừ rệp sáp như anh Châu có trình bày. Chúng ta phun nhiều khi chúng ta phun nó là lướt qua thôi, thì đấy là không phải đúng đâu, mà chúng ta phải phun làm sao là nó vào trong các cái chùm trái. Bởi vì hiện nay con rệp sáp nó nằm chủ yếu ở vừa chùm trái, thế không nói đến rệp sáp ở bộ rễ, chúng ta đang nói rệp sáp ở chùm trái. Thì như vậy là chúng ta phải phun cho nó đúng kỹ thuật, hoặc là phun từ dưới lên trên vào các cái chùm chùm trái. Nếu mà chúng ta chỉ phun qua lướt qua thôi thì chắc chắn là cái hiệu quả để sử dụng thuốc là nó sẽ không hiệu quả. Thì chúng tôi hy vọng là anh Lâm có thể là áp dụng như hướng dẫn các loại thuốc của công ty tập đoàn Lập Trời. Và thứ hai nữa là chúng ta phun kép, có nghĩa là sau lần đầu rồi khoảng 7 đến 10 ngày sau là chúng ta phải tiến hành để phun lại lần hai. Và như thế thì có thể là nó mới triệt để được. Và cũng cần lưu ý là trong giai đoạn mùa mưa thì trời hay mưa, cho nên cái hiệu quả của phun thuốc có thể là nó giảm. Vì thế có thể là anh kết hợp với một số các cái sản phẩm dầu khoáng để chúng ta gia tăng cái độ bám của các cái loại thuốc bảo vệ thực vật trong khi quá trình chúng ta xử lý thuốc. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu và thạc sĩ Đặng Thế Hưng. Và trước khi đến với những phần trả lời câu hỏi tiếp theo, xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi lại phần đố vui nhà nông ạ. Đố vui nhà nông. Câu hỏi: Vitagen là sản phẩm giúp A. gia tăng quang hợp, phát triển quả non, giảm rụng quả. B. Phòng trừ bệnh rỉ sắt. C. Giúp phát triển bộ rễ, tăng tính chống chịu thời tiết bất lợi cho cà phê. Và D. Cả đáp án A và C đều đúng. Mời bà con soạn tin nhắn gửi về số điện thoại đường dây nóng 0918 185 905. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi của chị Vũ Thị Lan ở huyện Di Linh. Chị có hỏi rằng để sử dụng nấm Trichoderma, trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm
đang sử dụng số lượng bào tử là 10 mũ chính. Vậy cho hỏi sản phẩm nào là tốt nhất và cách ủ phân hiệu quả nhất ạ? Xin mời anh Châu ạ. Dạ, thưa chị Lan, như chúng ta biết là hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều cái sản phẩm từ nấm Trico Đẹp Ma. Tuy nhiên chúng ta phải biết được là cái sản phẩm đó đăng ký được đăng ký để mà sử dụng với cái mục đích gì, với mục đích là trừ bệnh hay là mục đích là phân bón hoa lá hay là chất cải tạo đất, thì tùy theo từng cái sản phẩm mà chúng ta mới xác định được là hiệu quả nó cỡ nào. Và theo quy định thì chúng ta chỉ cần ở Việt Nam là 10 mũ 8 đúng không anh? Ở Việt Nam là 10 mũ 8 là đạt chuẩn. Mật số càng cao thì cái hiệu quả nó sẽ nhân càng nhanh hơn. Tuy nhiên cái chuẩn của chúng ta là ở khoảng 10 mũ 8. Và hiện nay thì theo chúng tôi biết thì hầu hết các cái sản phẩm Trico Đẹp Ma là đăng ký ở cái dạng là phân bón cải tạo đất hoặc là ủ phân. Chỉ có sản phẩm Trico DHCT là đăng ký ở bên thuốc bảo vệ thực vật và đăng ký luôn là trừ hẳn cái nấm Fusarium để mà gây cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây trồng. Và chúng ta cũng biết là mỗi một cái chủng, rất là nhiều cái chủng nấm Trico Đẹp Ma, và mỗi một cái chủng như vậy nó giữ một cái chức năng riêng. Có những cái chủng thì nó sẽ tiết ra những cái chất kích thích sinh trưởng, có những cái chủng thì nó tiết ra những cái chất để mà phân hủy các cái chất hữu cơ, cho nên người ta mới đưa vào người ta sử dụng trong cái phân hủy hữu cơ, ủ phân hữu cơ. Và có những cái chủng nó tiết ra những cái chất để mà nó làm phân hủy đi các cái vách tế bào của sợi nấm, các cái vách tế bào của con tuyến trùng, thì người ta mới sử dụng những cái chủng này để đưa vào trong các cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì tùy theo cái sản phẩm Trico Đẹp Ma đó, người ta sử dụng những cái chủng nào thì cái hiệu quả nó sẽ khác nhau. Và đặc biệt thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại là đối với sản phẩm Trico DHCT, trong sản phẩm này chúng tôi có 5 chủng Trico DHCT. Và trong đó thì nó có những cái chủng để mà nó phân hủy, nó làm hư cái vách tế bào của cái trứng con tuyến trùng. Có những cái chủng thì nó sẽ giúp phân hủy, làm hư cái tế bào của cái nấm Trico nấm Fusarium. Cho nên là đối với cái sản phẩm Trico DHCT này thì ngoài cái chuyện mà nó ngừa được tuyến trùng, ngoài cái chuyện mà nó ngừa được nấm Fusarium gây cái bệnh thối rễ, thì nó còn có những cái chủng giúp cho cái tiết ra cái kích thích tố làm cho cái rễ nó phát triển nhanh hơn. Thì đó là những cái chủng mà chúng tôi đưa vào trong cái sản phẩm này. Và đó là cái điểm khác biệt giữa Trico DHCT so với những cái sản phẩm Trico Đẹp Ma khác hiện đang bán trên thị trường. Còn cái vấn đề mà 10 mũ 9 hay 10 mũ 8 thì chúng ta thấy là trên thế giới thì người ta chỉ yêu cầu là 10 mũ 6 là đạt yêu cầu. Bởi vì không phải là chúng ta đưa cái sản phẩm này, nó không có giống như là thuốc bảo vệ thực vật là đưa vô với cái nồng độ đó thì nó sẽ chết, và thấp hơn thì nó không chết, hoặc là cao hơn thì nó sẽ chết nhanh hơn. Ở đây là với cái mật số đó đưa vào trong đất thì anh này anh còn sống ở trong đó và anh tiếp tục anh sinh sôi nảy nở để anh nhân mật số, và anh nằm luôn ở trong đó. Và qua thời gian thì mật số có thể giảm hơn, có thể tăng hơn tùy theo cái điều kiện dinh dưỡng của đất và cái môi trường đất mà anh này anh tồn tại, anh phát triển được hay không. Còn từ 10 mũ 6 là ở thế giới là người ta thấy là có khả năng phòng trừ được rồi. Và ở Việt Nam thì chúng ta quy định cao hơn, đó là 10 mũ 8. Chắc có lẽ là tôi bổ sung cái này, bởi vì hiện nay trên thị trường á thì có nhiều cái phân bón là chúng ta có cái phân vi sinh là nó có cái Trico Đẹp Ma. Và Trico Đẹp Ma thì như anh Châu giới thiệu là nó có nhiều cái chủng, hiện nay trên thế giới thì người ta đã nghiên cứu khoảng vài trăm cái chủng, nhưng mà có những cái chủng mà để nó trừ được bệnh Fusarium thì nó rất là ít, và vấn đề là phân lập, rồi vấn đề là công nghệ để mà nhân cái mật số nó lên để tạo ra một cái chế phẩm thì rất là khó. Vì vậy cho nên là khi đăng ký về thuốc bảo vệ thực vật thì như vậy, ngoài cái vấn đề là cái chủng nấm đã được đăng ký gọi là Trico Đẹp Ma, và Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp thì có yêu cầu là nó phải đạt được cái tỷ lệ là vượt trên 10 mũ 8 thì mới gọi là thuốc bệnh, thuốc bảo vệ thực vật để trừ bệnh. Còn nếu nó ở cái ngưỡng là 10 mũ 6 thì nó chỉ là cái phân giải thôi, là cái nấm Trico dùng để phân giải. Và trong cái sản xuất phân bón thì hầu hết các công ty người ta đều có đưa một số cái chủng Trico Đẹp Ma vào, nhưng mà với cái mục đích không phải là để trừ bệnh, mà với mục đích là để phân giải những cái hữu cơ
trong đất và giúp cho cái đất của chúng ta nó tơi xốp hơn, nó phì nhiều hơn và nó cải thiện được cái hệ vi sinh vật trong đất. Thì như vậy khi bà con cũng như là chị Lâm mà muốn sử dụng lựa chọn cái chủng Trichoderma thì hiện nay trong danh mục thì chỉ có hai cái đơn vị là có cái sản phẩm Trichoderma để trừ bệnh, đó là của tập đoàn Lộc Trời và của Vivetco. Thì hai cái sản phẩm này thì mới đủ cái hàm lượng tức là 10 mũi chín và cái hiệu lực của nó tức là nó có đủ cái chủng vi sinh vật là để tấn công tiêu diệt các cái loại nấm như Fusarium là Fusarium Rieptonia hoặc là Phytophthora ở trong đất. Thì như vậy là chúng ta cần phải xem kỹ cái này thì rất là quan trọng, bởi vì nhiều nông dân thì người ta cũng không quan tâm là làm bao nhiêu mũ, nhưng mà tôi nghĩ là cái câu hỏi của chị Lâm rất là hay, bởi vì nếu chúng ta biết là 10 mũ 6 thì nó chỉ là phân bón thôi, và nếu 10 mũ 8 trở lên thì mới gọi là thuốc bảo vệ thực vật và nó mới có tác dụng để phòng chống cái dịch hại, bệnh hại trên cây trồng. Tuy nhiên là hai loại mà anh vừa mới nhắc đến thì có sử dụng để ủ phân được hay không ạ? Tất cả hai loại này thì dùng để ủ phân đều được, bởi vì cái khả năng của cái nấm này nó sẽ giúp cho cái việc phân giải các cái chất khó, nó cắt mạch ra từ những cái cellulo, nó cắt rất mạnh làm cho nó trở thành các cái dinh dưỡng, thì đều là sử dụng được như là phân bón. Vâng, và như vậy thì chị Lâm có thể hoàn toàn tin tưởng sử dụng hai sản phẩm mà thạc sĩ Lại Thế Hưng vừa mới chia sẻ để ủ phân cũng như là xử lý dịch bệnh trên khu vườn của mình. Và do thời lượng chương trình có hạn thì ngay bây giờ có lẽ là xin mời thạc sĩ Huỳnh Minh Châu tóm lược sơ lại chương trình ạ. Dạ, thưa bà con, trong giai đoạn này là chúng ta thấy là trong cái giai đoạn mà cây cà phê rất là nhiều dinh dưỡng để mà cái cà phê nó phát triển về trái và nó cũng phát triển về cành để cho ra những cái cành dự trữ trong cho cái vụ tới. Cho nên là cái vấn đề thứ nhất là bà con mình nên quan tâm chúng ta bón phân đầy đủ trong cái giai đoạn này rất là cần thiết. Cái thứ hai nữa là bà con mình cũng quan tâm tới cái vấn đề về cái canh tác, tức là chúng ta phải chú ý tới cái việc mà tỉa cành, tức là những cái cành vượt, những cái cành tâm, tạo cho cái tán cây thông thoáng. Và cái thứ hai nữa là nó giảm bớt đi cái hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, nó tạo cái thông thoáng cũng giảm bớt đi mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là bà con mình cũng chú ý quan tâm tới cái việc mà chăm sóc về bảo vệ thực vật. Trong giai đoạn này là mưa nhiều, ẩm độ cao thì rất là nhiều cái dịch bệnh nó sẽ tấn công trong cái giai đoạn này, và đồng thời chúng ta cũng cung cấp dinh dưỡng nhiều cho nên là rất là dễ để mà nhiễm bệnh. Thì đó là ba cái vấn đề rất là quan trọng để bà con mình chú ý xem xét kỹ để mà quản lý cái vườn mình tốt hơn trong giai đoạn hiện tại. Xin cảm ơn bà con. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Minh Châu. Thưa bà con nông dân và các bạn, do thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin được tạm dừng phần trả lời câu hỏi cho bà con nông dân tại đây. Vitagen, sản phẩm phân bón sinh học thế hệ mới sản xuất tại Mỹ, được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới, lần đầu tiên đến Việt Nam. Với thành phần đặc biệt, Vitagen giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, hạn chế rụng trái non, gia tăng năng suất, cải thiện kết cấu đất, an toàn với môi trường, dễ sử dụng. Vitagen tác dụng tốt trên nhiều loại cây trồng như tiêu, cà phê, cây ăn trái và nhiều loại cây trồng khác. Vitagen, sự lựa chọn từ thiên nhiên cho nền nông nghiệp Việt. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang phân phối trên toàn quốc. Thưa bà con nông dân và các bạn, chăm sóc cây trồng đúng cách, kịp thời bổ sung dinh dưỡng sẽ giúp cho cây trồng tăng năng suất và chất lượng mùa vụ. Và hy vọng với chương trình tuần này, bà con đã có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc cây trồng trong vườn của mình. Xin cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời và cảm ơn Tập đoàn Lộc Trời, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình lần sau. Làn da tuyệt vời khiến cho ai đây nhìn theo đắm say ngất ngây em ơi, làn da rạng ngời. Ăn gì mà xinh thế? Sữa chua Vinamilk nhà đàm ngón tuyết với hạt nhà đàm giòn dai tươi.